Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một bộ kỳ mộc chất liệu gỗ lưu đinh trị giá 5,2 tỷ, một tác phẩm khá đồ sộ ở trong khu vực này. Trước tiên mình muốn đưa các bạn tới tham quan, vâng, chiêm ngưỡng tác phẩm cái đoạn dài đã, vâng, một tác phẩm khổng lồ. Các bạn hình dung được cái kinh bông của cái đầu rồng này không ạ? Họ làm rất là chi tiết. Vâng, thưa các bạn, đây là một cái đoạn dài nguyên khối. Chiều cao của cái đoạn này phải đến 2m2 ạ. Vâng, họ chạm khắc vô cùng là tinh xảo. Ở cái đầu rồng số 2 ở bên phải màn hình của chúng ta, các bạn quan sát kỹ thấy sự tinh xảo của tác phẩm không ạ? Vâng, mình sẽ đi chi tiết vào phần sau của cái đoạn dài này. Vâng, một tác phẩm có 102. Vâng, các bạn có thể hình dung được cái sự khổng lồ của tác phẩm có 102 này. Trị giá của tác phẩm là 5,2 tỷ. Chúng ta đi vào phần sau của tác phẩm một chút. Vâng, một tác phẩm thật sự là khổng lồ. Vâng, vô cùng tinh xảo. Vâng, và đây là tổng thể của mặt sau của tác phẩm. Vâng, bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới cái ghế đơn. Chiều cao của cái ghế đơn này cũng phải đến 2m2 ạ. Rất là khổng lồ. Mình cảm giác là, vâng, những chiếc ghế đơn cũng là những chiếc nguyên khối. Chúng ta sẽ đến chi tiết chiếc ghế đơn đầu tiên. Vâng, những chiếc ghế đơn này phía bên tay trái và bên tay phải là những con nghê. Vâng, họ chạm khắc những con nghê. Và phía trên cùng cũng là một con nghê cực lớn. Một bộ bàn ghế vô cùng ấn tượng. Con này thì 3 mét cho bao nhiêu? 3 mét thì 3 mét cửa, 3 mét bình thường. Đây nhà, cây này gì được con nhé? Thế đấy bảo khoảng 3 mét thôi. Vâng, những đường chạm khốc khắc kênh bông rất là đẹp. Vâng, các bạn có thể hình dung được cái lượng người tham quan ở khu vực này. Họ vô cùng trầm trồ về tác phẩm khổng lồ này.
Và bây giờ mình đưa các bạn tham quan phía sau của tác phẩm, những chiếc ghế đơn này. Là một tác phẩm nguyên khối. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bàn. Cái bàn quá đồ sộ luôn. Có lẽ mình sẽ đưa các bạn quan sát chi tiết một chút về cái cây. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái cây này. Thật sự là một bộ bàn ghế khổng lồ. Có 102. Ở trên này thì họ cũng phải ghép rất khá nhiều, nhưng mà họ chạm khắc rất là tinh xảo. Mình đang hết tầm tay thì các bạn có thể hình dung được cái độ lớn của cái cây này. Vâng, có lẽ mình đưa các bạn tham quan một số cái đôn rất là lớn. Để các bạn hình dung được sự tương xứng những chiếc đôn này với bộ bàn ghế khổng lồ. Vâng, một bộ bàn ghế tuyệt tác. Vâng, rất nhiều du khách và trầm trồ bộ bàn ghế này. Ôi giời, ngồi đây hai tay, ôi giời, trông các vua. Ừ, như ghế vua đẹp. Có cả cái con đây phải khuôn viên rộng như kiểu. Đây là rùa này. Quả thực nghệ nhân Việt Nam thật là tuyệt vời. Họ chế tác ra những tác phẩm này. Vâng, theo chủ cơ sở nói là 4 người làm cật lực trong vòng 1 năm mới cho ra một tác phẩm để đời. Bây giờ mình muốn đưa các bạn chiêm ngưỡng cái tác phẩm đầu rùa này. Vâng, các bạn có thể quan sát kỹ ạ. Thật sự là một bàn ghế chiêm ngưỡng không biết chán. Vâng, tuyệt vời.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.